cô gái à, chuyện cô gái à, đọc thử xem nó có sợ không nhá. À, cô gái nắm tay bạn trai đi dạo trên đường. Tiền ai làm rơi kìa, cô gái nói. Anh bạn trai nhặt lên xem thật một cách tỉ mỉ, đây là tờ đô la âm phủ mà. Anh ta quẳng đi. Gió thổi tờ tiền rơi xuống giữa đường. Cô gái nói, sao lại quăng đi, rõ ràng là một tờ 100.000 thật mà. Tờ what. nhìn phân hoa bánh bao rồi. Cô gái vội vàng chạy ra giữa đường, nhặt tờ tiền lên vẫy vẫy về phía bạn trai, vui vẻ nói, anh xem, em đã nói là tiền thật rồi mà. Một chiếc xe từ đâu lao đến trong vũng máu, trong tay cô gái đang cầm là nắm tờ tiền đô la âm phủ đã nhuốm đầy máu tươi. Ê. Chỉ nó mà nó cũng bơ. Cô gái đã chết không? Chết này là chết vì ham tiền. Nói chung chả có gì sợ cả.